Bác Dương mến chào các ba mẹ và các bạn. Canxi rất là cần thiết cho sự phát triển xương, răng, dẫn truyền thần kinh và một số các cái chuyển hóa trong cơ thể. Vậy thì sử dụng canxi như thế nào sao cho phù hợp với trẻ? Đó là câu hỏi mà rất nhiều ba mẹ hỏi bác sĩ Hương trong quá trình thăm khám và tư vấn. Bởi vậy trong cái video ngày hôm nay, bác sĩ Hương sẽ chia sẻ với các ba mẹ và các bạn cái việc lựa chọn cũng như là cách sử dụng canxi như thế nào sao cho tối ưu hóa nhất đối với trẻ. Vâng, thưa các ba mẹ và các bạn, canxi sử dụng trong việc bổ sung cho bé thì có hai nhóm, nhóm canxi vô cơ và nhóm canxi hữu cơ. Và với mỗi nhóm này thì sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Canxi hữu cơ là loại canxi từ tự nhiên, chúng được cấu thành từ các ion canxi với hợp chất hữu cơ. Và loại canxi này thì hoàn toàn có nguồn gốc tự nhiên, vì vậy cho nên là rất là dễ hấp thu và gần như là hấp thu tối đa được vào trong cơ thể. Canxi vô cơ là loại canxi được hợp thành từ canxi ion với hợp chất vô cơ. Và canxi này nếu uống vào cơ thể thì khó chuyển hóa. Nếu trong trường hợp mà dư thừa tích tụ lại sẽ gây nhiều tác dụng phụ cho người sử dụng như là táo bón, sỏi thận, sỏi gan. Tuy nhiên, canxi vô cơ thì lại có mùi tanh, ngái và khó uống. Vì thế cho nên nếu như để lựa chọn giữa hai loại canxi này để bổ sung cho bé thì mẹ nên cân nhắc việc lựa chọn canxi hữu cơ cho bé nhé. Tiếp theo là canxi thì được bào chế ở hai dạng, đó là dạng viên nén và dạng nước. Vậy thì chúng ta nên lựa chọn canxi ở dạng nước cho em bé thì dễ hấp thu và chuyển hóa hơn. Vậy thì một số những cái lưu ý khi mà bổ sung canxi cho em bé. Việc hấp thụ canxi trong cơ thể thì nó thay đổi tùy theo cái thời điểm ở trong ngày. Và theo nhiều các nghiên cứu, người ta thấy rằng buổi sáng là thời điểm tốt nhất để bổ sung canxi, bởi vì đây là cái thời điểm thích hợp để canxi chuyển hóa. Đồng thời, cái việc vận động cơ thể sau một ngày thì sẽ hạn chế cái việc tích tụ canxi. Bên cạnh đó thì cái việc ánh nắng buổi sáng chứa nhiều vitamin D thì rất là có lợi cho quá trình hấp thụ và chuyển hóa canxi. Bởi vậy cho nên khuyên bạn nên bổ sung canxi cho bé thì bổ sung cùng với vitamin D để tăng cái hiệu quả hấp thu và chuyển hóa. Việc sử dụng canxi thì cũng có một số các nghiên cứu người ta thấy rằng là canxi có vai trò làm giãn cơ, làm thư giãn. Cho nên một số các nghiên cứu người ta lại khuyên rằng là bổ sung canxi vào buổi tối thì giúp cho giấc ngủ của em bé được tối ưu hơn. Vì thế cho nên chúng ta sẽ tùy theo từng em bé, chúng ta sẽ có thể lựa chọn cái việc bổ sung cho canxi cho em bé vào buổi sáng hay là vào buổi tối khi đi ngủ. Và người ta cũng khuyên rằng là nên bổ sung canxi trước bữa ăn 30 phút hoặc là sau bữa ăn ít nhất là 1 giờ. Và nhớ là cho em bé uống nhiều nước khi mà uống cùng với canxi. Một câu hỏi tiếp theo đó là, vậy thì cái bổ sung canxi bao nhiêu cho bé là vừa đủ? Theo cái nhu cầu canxi tối thiểu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia sẽ thay đổi tùy theo từng lứa tuổi của trẻ. Từ 0 đến 6 tháng tuổi, cái nhu cầu tối thiểu đó là 300mg một ngày. Từ 6 đến 11 tháng tuổi, nhu cầu là 400mg một ngày. Từ 1 đến 2 tuổi, nhu cầu là 500mg một ngày. Và từ 3 đến 5 tuổi, nhu cầu là 600mg một ngày. Trẻ từ 6 đến 7 tuổi, nhu cầu là 650mg một ngày. Và trẻ từ 8 đến 9 tuổi là nhu cầu là 700mg một ngày. Và trẻ từ 10 đến 19 tuổi là nhu cầu bổ sung là 1000mg một ngày. Và bác sĩ Hương hy vọng là qua cái video này thì các ba mẹ đã có thể lựa chọn được cái loại canxi nào phù hợp cho em bé của mình, cũng như là cái liều lượng cần phải sử dụng cho bé phù hợp theo từng lứa tuổi. Và bác sĩ Hương sẽ cùng chia sẻ nhiều các cái video về chăm sóc bé ở các video tiếp theo. Các ba mẹ nhớ like, share và đăng ký vào kênh của bác sĩ Hương để đón xem các video tiếp theo nhé. Bác sĩ Hương xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.